Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế cần tiến hành xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, gian lận thuế đối với người kinh doanh thiết bị vật tư y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn. Tổng cục Thuế yêu cầu thanh kiểm tra kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác điều tra xác minh xử lý các đối tượng đầu cơ găm hàng, vi phạm về giá, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các cục thuế cần phối hợp tốt khi có yêu cầu tham gia tổ công tác liên ngành, đồng thời cần cử những cán bộ có trình độ tham gia.